Rồi, thôi tập trung nè. Lúc nãy thầy theo dõi một số bạn làm, thì có một số bạn không biết là mình sẽ bắt đầu từ đâu. Mặc dù các bạn đọc cái đề như thế này, nhưng mà các bạn không biết mình phải làm gì. Đó, vấn đề của các bạn là ở chỗ này, chứ không phải là các bạn biết viết hay là không biết viết, nhưng mà đọc cái đề xong không biết là gõ cái gì đây. Như vậy thì quay trở lại ba câu hỏi mà liên quan đến class mà hôm trước thầy nêu cho các bạn. Câu hỏi thứ nhất là gì? Tạo class để làm gì? Vậy với bài này mình trả lời là gì? Quản lý hình chữ nhật. Cái đầu tiên, xây dựng lớp chữ nhật. Rồi, khi mà mình đã có class chữ nhật rồi, mình hỏi tiếp. Vậy quản lý cái gì? Trong này người ta nói quản lý gì đây? Hai thuộc tính dài rộng nè. Thì quản lý dài rộng. Rồi, tức là hai thuộc tính. Bây giờ sẽ quản lý bằng cách nào? Tức là bằng phương thức nào? Làm gì đây? Người ta nói nè, có lấy chu vi, get tức là lấy, mà lấy tức là trả về, có kết quả trả về, lấy chu vi, lấy diện tích và xuất. Vậy chỗ này người ta không đề cập đến nhập, thì có thể là trong cái class này chúng ta nhập bằng cách là gán trực tiếp, bằng cách khởi tạo. Người ta tạm thời bỏ qua nhập cho nó nhanh. Còn nếu mà mình muốn xây dựng đầy đủ thì mình xây dựng nhập. Được không? Đấy, như vậy thì tùy các bạn nhé. Các bạn sẽ có rất là nhiều cách để làm thiên biến vạn hóa. Mình có nhiều cách lắm. Lúc nãy thầy có chỉ cho Trung một cách để làm. Bây giờ thầy sẽ ví dụ cách khác của em lúc nãy. Cách khác của em lúc nãy. Như vậy thì mình sẽ xây dựng một cái class. Mình tạo ở trong cái bài 7 này đi. Bài 7 new một cái project. Project thì làm theo đúng chuẩn nha. 00 VS 17300 tên Bình Lab 7. Đó, mình làm đúng chuẩn như vậy thì nó sẽ không có bị nhầm. Chuyện gì đây? Rồi, đúng chuẩn luôn nha. Ở đây lớp 7 đi cho thầy một cái class là chữ nhật. Trong chữ nhật này chúng ta có hình vuông. Hình này thì nó sẽ có double dài và rộng. Rồi, dài và rộng. Và mình sẽ làm cái gì? Thứ nhất là người ta nói là lấy hình, lấy diện tích và lấy chu vi. Vậy thì lấy diện tích, mình sẽ có kết quả trả về get diện tích. Get diện tích. Vậy diện tích bằng gì? Return get dài cộng rộng nhân 2. Đấy, dài nhân rộng. Ghê thiệt. Dài nhân rộng. Lâu lâu nó phải lú tí. Rồi, dài nhân rộng. Bây giờ get chu vi. Get chu vi. Rồi, dài
cộng rộng nhân 2. Thực ra cái diện tích không cần mở đóng ngoặc đâu ha. Tại vì thầy bị nhầm cái cho nên nó lỡ rồi, kệ nó đi. Rồi. Và một cái phương thức là sút. Và sút này chúng ta sút cái gì? Ví dụ chúng ta sút là thông tin. Rồi, xuống đây. Chúng ta sẽ sút chiều dài 2 chấm cộng đích chấm dài cộng xiệt xiệt t chiều rộng cộng đích chấm rộng cộng với xiệt t chu vi cộng với list chấm get chu vi cộng với xiệt t diện tích cộng với list chấm get diện tích. Rồi, như vậy là chúng ta đã có cái phần sút format, sút thiếu kiểu dữ liệu. Ok. Như vậy cơ bản là mình đã làm xong rồi. Tí nữa phát sinh cái gì thì cần đến cái đó. Còn không thì thôi. Tạm thời nó là như thế. Vậy trong đề người ta yêu cầu gì nữa nè? Ghép liền tích chi. Xây dựng lớp hình vuông kế thừa từ lớp chữ nhật, ghi đề phương thức sút để sút cạnh diện tích và chu vi. Lúc nãy Trung hỏi phần sút này có cần phải ghi đề không, thì nếu mình muốn thì mình ghi cạnh cạnh là 5 năm, còn nếu mà hình vuông thì có một cạnh nè. Vậy lúc này mình ghi đề thì mình sẽ sút lại, thay vì chiều dài chiều rộng thì mình sút cạnh thôi đó. Thì tùy theo cái cách các bạn hiểu thì các bạn sẽ có ghi đề hay không. Và bây giờ mình sẽ nêu một cái class mới là hình vuông. Hình vuông của mình thì sẽ được kế thừa từ chữ nhật. Rồi. Bây giờ vấn đề là bạn có phải sai báo một cái cạnh không? Lúc này chúng ta đang đặt vấn đề nè. Chúng ta đang có hình vuông mà bên kia là hình chữ nhật, nó là chiều dài, chiều rộng. Còn bên này hình vuông nó không có dài, không có rộng mà nó chỉ có cạnh thôi. Vậy thì chỗ này có nên chăng mình khai báo thêm cạnh không? Có không? Không. Bởi vì bản thân cái hình chữ nhật nó đã có dài rộng rồi, mình không cần đến cạnh nữa, mà mình xét cả hai bằng nhau là được. Rồi, như vậy chỗ này các bạn sẽ cần đến một cái phương thức khởi tạo của hình vuông, hình chữ nhật. Khai báo cho thầy phương thức khởi tạo của hình chữ nhật. Constructor và một cái constructor không đối số. Rồi, như vậy thì mình có dài, có rộng và mình set. Bây giờ đối với hình vuông, các bạn sẽ tạo cho thầy một biến scan bằng new scan. Ở đây mình cũng nhập cạnh. Còn không thì mình khởi tạo luôn cũng được. Mình nhập cũng được, tùy. Tùy theo mục đích của mình thôi. Thầy giả sử nhập đi ha. Thầy sẽ có một cái biến cạnh.
Cái này là thầy làm cho nó dư ra một tí để mình dễ hiểu thôi. Còn nếu cần thì mình rút gọn lại sau. Double cạnh. Cái này có phải là một cái thuộc tính của lớp hình vuông không? Hồi nãy thầy nói là thầy không khai báo, nhưng mà bây giờ thầy khai báo nè. Vậy có phải là thuộc tính của lớp hình vuông không? Mình khai báo ở đây là không phải. Mình sẽ dùng một cái biến thôi. Bằng scan chấm net double. Mình nhập cạnh vào. Và sau đó các bạn gọi cho thầy cái super. Super. Bữa giờ ở đây không có super. À, mình chưa có gọi vô hàm. Mình chưa có gọi vô hàm. Mình chưa có gọi vô hàm. Khởi tạo luôn đi. Khởi tạo xong và khởi tạo có quên khởi tạo không, nó lấy từ hình vuông đó. Insert code chữ nhật double dài rồng. À, chữ nhật rồi, đúng rồi, chữ nhật rồi, nó không mấy là đúng rồi. Rồi ok, rồi chỗ này hình vuông của mình bây giờ mình không có khởi tạo cái này nữa, mình chỉ có khởi tạo cạnh thôi. À, rồi chỗ này không có dài, không có rộng, mà chúng ta gọi super cạnh cạnh. Thấy chữ super này lúc này dùng khác không? Nãy là super chấm, còn bây giờ gọi super không ha. Super tức là gọi cái hàm khởi tạo của cái chữ nhật á, gọi hàm khởi tạo của cha mà nó gọi vậy đó. Đó, gọi hàm khởi tạo của cha. Rồi. Không, không cần. Super là nó hiểu rồi. Nó không cần. Như vậy thì chúng ta sẽ làm cái hàm này khởi tạo trực tiếp luôn. Còn nếu như các bạn muốn nhập thì các bạn viết một cái hàm nhập. Viết một cái hàm nhập. Nhập vào cạnh. Nhập vào cạnh. Sau đó thì chúng ta cũng super cạnh cạnh. Đó, nhập vào cạnh. Còn không thì mình sẽ gọi là chữ nhật. Chữ nhật. Chấm khởi tạo, nó không cho. Nếu vậy chỗ này mình sẽ set 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 và get. Mình có cạnh rồi, mình sẽ set ở bên này chữ nhật này. Mình sẽ khởi tạo thêm một số cái phương thức set và get. Rồi mình có
các cái phương thức set và get. Bây giờ ở bên hình vuông mình có cạnh rồi, mình sẽ có shaper chấm set dài bằng cạnh shaper chấm set rộng bằng cạnh. Như vậy hai cái này cũng gần tương đương nhau, tương đương nhau. Rồi bây giờ xuất đối với hình vuông. Tại vì hình chữ nhật là mình có dài rộng, còn hình vuông nó không có. Hình vuông nó không có. Cho nên hình vuông xuất to public rồi, ok. Xuất. Ở đây chúng ta sẽ copy cái này lại, chúng ta đổi một tí xíu. Hình vuông xuất. Đổi cái gì đây? Đổi gì? À, chỗ này chiều dài không có, chiều rộng không có. Vậy mình có gì? Cạnh. Cạnh sẽ cộng this chấm ghép dài. Ghép dài với ghép rộng là giống nhau, bởi vì mình set ở trên dài là bằng cạnh, rộng cũng bằng cạnh luôn, thì mình ghép dài hay ghép rộng gì nó cũng giống nhau hết, cho nên mình không cần xây dựng lại. Đó, không cần làm gì hết. Cái sức của mình, override của mình. Rồi. Bây giờ mình xài nó. Xài nó. Ví dụ mình có cái lớp là chữ nhật là CN bằng new chữ nhật. Chữ nhật. Vậy chữ nhật ở đây lúc nãy mình không có xây dựng hàm nhập cho chữ nhật. Vậy thì mình gán trực tiếp. Ví dụ chiều dài của mình là 6, chiều rộng của mình là 4 chẳng hạn. Rồi. 6, 4. Bị gì đây? Các kiểu dữ liệu. Khó tính quá ha. Rồi, 6.0, 4.0. Bây giờ mình gọi chữ nhật chấm xuất. Rồi, xem thì nó xuất được cái gì. Chữ nhật chấm xuất. Chiều dài, chiều rộng, chu vi, diện tích. Xong. Bây giờ mình khai báo một cái biến là hình vuông. Là HV bằng new hình vuông. Với cạnh là 5. Và hình vuông chấm xuất. Cạnh hồi nãy mình dư dấu cộng, cạnh là 5, chu vi 20, diện tích 25, chỗ hình vuông mình dư dấu cộng cạnh 2 chấm. Rồi như vậy là mình đã xây dựng xong chỗ này. Nếu như mình không có sử dụng là gán trực tiếp khởi tạo mà mình bấm là hình vuông chấm nhập, rồi sau đó hình vuông chấm xuất, tức là mình sẽ làm lại một lần nữa nhưng mà mình nhập từ bàn phím chứ không phải là giá trị là 5.
Chỗ này hình như là mình không đưa ra câu thông báo phải không? Nãy cái nhập của mình không có câu thông báo. Đây, scan luôn. Nếu vậy thì chỗ này mình gõ số 10 đi. Thông tin cạnh là 10, chu vi 40, diện tích 100. Mình thiếu câu thông báo thôi. Mình thông báo chỗ này một cái. Được chưa? Nhập cạnh hình vuông. Kịp không? Review lại nha. Hình chữ nhật. Mình có khai báo dài rộng. Kịp không? Mình có nhu cầu quản lý dài rộng. Hai cái hàm khởi tạo. Quen thuộc rồi đúng không? Hàm get và set cũng quen luôn. Mục đích của mấy hàm này là để làm gì? Lý do là các thuộc tính của mình đều để private thì không giao tiếp với bên ngoài, thì phải thông qua người đại diện ở đây. À, rồi get diện tích thì lấy diện tích là dài nhân rộng, get chu vi thì dài cộng rộng nhân 2, xuất thì đẩy cái này ra. Khá là đơn giản. Rồi, đối với lại cái lát hình vuông. Hình vuông được kế thừa từ chữ nhật. Và hình vuông cũng được khởi tạo. Và cái khởi tạo mà có tham số thì nó đặc biệt một cái hồi nãy. Nếu như các bạn tự xây dựng hàm khởi tạo chỗ này, tự xây dựng hàm khởi tạo chỗ này thì nó để là dài rộng và set dài set rộng vô đây. Nhưng mà nếu mà dài rộng á thì thực ra nó không phải hình vuông, cho nên mình biến chỗ này thành cạnh, chỉ set một số thôi là đủ rồi. Và chỗ này thay cho dài là cạnh, thay cho rộng là cạnh. Và sử dụng từ khóa super giống như gọi hình chữ nhật khởi tạo chữ super. Vậy chữ super này chúng ta dùng hai vị trí khác nhau, bên này là super chấm còn bên này là super không thôi. Nó là khởi tạo cho cha, còn cha nó là ai thì mình kế thừa từ ai thì nó là cha super. Rồi gì nữa? Nhập, cái này là mình làm thêm. Bên chữ nhật không có, bây giờ mình muốn bên chu vi có. Vậy thì nhập vào một cạnh, sau đó super set dài bằng cạnh, super set rộng bằng cạnh. Mình gọi cái này vô đây, nó lỗi. À, nó không cho. Ví dụ chỗ này mình không gọi vậy mà mình gọi là chữ nhật cũng không được. Cho nên bạn sẽ dùng cái cách là mình set hai giá trị cạnh đó. Set dài, set rộng bằng cạnh hết. Như vậy là mình đã nhập một cạnh nhưng mà đưa vào hình chữ nhật rồi. Nếu như bạn không override cái phần xuất này cũng được. Nếu bạn không override phần xuất này, giả sử mình bỏ cái này luôn, thì khi mình chạy chương trình, hình vuông chấm xuất nó vẫn xuất bình thường, không có gì cả. Nhưng nó có gì khó chịu không? Đây là hình vuông nè, cạnh 5, cạnh 5. Thực ra nó không không rõ ràng đây là hình vuông. Cho nên là chúng ta mới override lại là vậy đó. Ha. Chúng ta mới override lại cho cái hình vuông là vậy. Đó. Ví dụ chỗ này cần thì mình để vô đây hình vuông. Xịt N. Rồi bên này chữ nhật.
thì mình để là chữ nhật xịt n đó, cho nó rõ ràng để cho mình dễ phân biệt được hình vuông hay hình chữ nhật. Đúng không? Đây, chữ nhật dài rộng hình vuông cạnh có 5 thôi, cạnh hình vuông 10. Đây, hình vuông cạnh 10, chu vi 40, diện tích 100. Có hỏi gì trong cái bài lắp 7 bài 1 này không? Các bạn online có theo dõi kịp không?